thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều. Nam mô thay không lấp mà đỡ phơi khô, không nước mà uống. Nam mô đạo nào tới chừng đó không nước mà uống, mới quy y với thầy là cái chuyện muộn rồi. Thằng Trung Quốc nó đâu có tin đâu, mà tới chừng giờ đó nó tin, nó mới quy y với thầy, nó ở mười Bắc nó sống luôn đó. Bởi vì thầy ổng có nói trước mà, đất Bắc Kỳ sao quá ruộng sâu, tàu mang đến đó dân câu đặt lời. Chứ về nước còn đâu về, nó dân chết hết rồi. Rồi đi về đâu mà mãi đâu nổi, mà máy bay không phát quả rồi đi về đâu. Tiền Âu Hậu Á thì có phải tiền Âu hay là châu Âu, Hậu Á là châu Á mình không nghe không? Châu Âu, châu Á thì nước nào nó cũng có vô đây chứ nghe. Nó vô hết, tổng cộng là 18 nước mà. Mà cuối cuối cùng rồi nó không có nước nào quánh mình, mà chỉ có Trung Quốc nó vô, nó hòm nó quánh thằng Trung Quốc với thằng Pháp, nó ăn quen rồi đó đó. Nên mà chuyên vô chuyến này là nó chết muốn hết. Nè, chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, Tây cái Tàu qua trận này, Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô, nó vô chuyến này nữa là nó biết vô để quánh Việt Nam đó. Mỹ, Nhật, Nga nó quánh vô. Với hàng Nhật rồi đó, quánh Pháp, đô họ quánh Pháp thì đó là đồ hàng đó. Thầy mới nói nó ăn, hàng Nhật nó ăn chưa hết. Không có cỡ chỗ nào sai hết trơn, nó làm gì lợi gan như lời của thầy đã nói rồi đó. Thầy có nói một câu giảng là tới bây giờ tao còn nhớ tới giờ đó. Thầy ấy nói giặc dậy lăng xăng giặc dậy đánh nhau tầm bậy đánh nhau, có phải là tầm bậy đánh nhau có nước nhà mà chia ra đánh đó. Nước nào ở đâu đánh đó, chứ không có đánh qua nước người ta nha. Giận nghèo thấy ngó giận nghèo, người thác bá bèo người thác, đâu tan nát đâu. Quánh giết ở phe nhà mà chết không biết là muôn dạng ức nào đó. Thì phải y lan như lời của thầy đã tiên tri trước. Thầy đã nói trước là mấy năm rồi, mấy chục năm rồi, chứ phải mới đây. Thầy ra dạy đạo hồi 1939 tới bây giờ, là thằng Pháp nó đưa thầy đi ra thành phố rồi đi tuốt ngoài Bắc ngoài luôn đó. Nó đưa nó đài đi vậy đó. Bởi sau này nó thằng Pháp này nó trả nghiệp lớn lắm. Không có nước nào mà tội lớn bằng thằng Pháp mà thiếu cái nghiệp của Việt Nam. Nó dám đài Đức Phật thầy mà đi chỗ này chỗ kia là cái tội nó không biết bao lớn. Nó sau này nó trả nghiệp không có trả nổi luôn. Rồi nó nghe lời Trung Quốc lên đây vô đây hay có núi nổ lặn, nó vô nó chành chạy cái vô là đường ở trên là con mà lộ dân giáo vậy đó. Nó đi vô đường dân giáo, giáo dân nó thay phơi ngọn cỏ vô căn Phật trời, vô tới đó là nước nào vô đó nó cũng quánh hết trơn. Vô đặng nó quánh đặng nó giành nó giật, nó sợ nó vô đó giật ba cái chân châu mã não xa cừ lưu ly hổ phách mấy tà đài cung, dành cho kẻ lộng chung chảnh chánh giật là dành cho người tu chứ không phải của nó, mà nó qua nó giành nó giật. Cũng như bây giờ cái đảo Trường Sa Hoàng Sa nó của nó, hồi đó nó còn chịu thua, bây giờ nó không có thua, nó là chánh hậu hậu của nó rồi, nó chiếm luôn rồi. Rồi nó tập trận ở Trường Sa Hoàng Sa luôn, nó là coi như là ỷ mạnh hiếp yếu đó. Việt Nam mình đâu có vũ khí cái gì đâu, nó có súng có vũ khí nó chế đủ thứ, dân của nó quá đông thành ra nó ăn hiếp Việt Nam. Nó ăn hiếp đã rồi nó đô hộ mình 1000 năm rồi, bởi cái gốc giao chỉ của Việt Nam mình mất cái giống giao chỉ luôn đó. Người đàn ông mất tiêu luôn, tới giờ đâu có còn. Người giao chỉ thì ngón giò nó quẹo bên vậy nè, bây giờ đâu còn nữa. Bởi cái ác cái độc đó, sau này nó về miền Bắc nó đất Bắc Kỳ sâu quá ruộng sâu, tà mang đến đó dân câu đọc lời, về nước cũng không về được, nó về ngoài đang chết đói chứ làm gì, có mà cái gì được nó đâu mà về. Còn ở trong này là Phật mới hiện đất Bắc Kỳ sâu quá ruộng sâu là hiện xuống đất ruộng, chứ không còn đầu núi mà không còn biển nữa. Nó ở đó nó dân câu đọc lời là nó sống đó, cũng cái nghiệp nó tạo rồi, bây giờ nó phải trả thôi. Tới này nó trả tao thôi, chứ không có nói gì hết trơn. 18 nước vô tới đây không có nước nào quánh được cái gì hết trơn á. Đem vũ khí tối tân này kia vô đặng quánh Việt Nam, vô tới đây là Phật không ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ không còn nữa. Bởi vì trong giảng thầy Đức Thầy cũng có nói đó, trời ơi sao ó biến bay, ó là máy bay đó. Xe khi biến chạy tại ai xe ngừng, súng sau biến nổ không chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngẩn ngơ, 18 nước đứng lắc đầu hết trơn. Rồi muốn quánh mà bây giờ không có nước mà uống chết muốn hết rồi, còn đâu quánh Việt Nam nữa.
không có miếng nước mà uống nữa. Bởi cho nên nó trời ơi cho biến bay đó, xe kia biến chạy lại, xe ngừng súng sau biến nổ không chừng, chư ban thập bát ngập ngừng ngỡ ngơ. Kim mộc thủy qua thổ Phật không ngũ hành kim mộc thủy hết trơn rồi, nước không có uống nữa. Rồi có sức đâu mà quánh, nó còn cái gì nữa đâu mà quánh, thì bắt đầu nó suy nghĩ vậy, nó quy y với thầy luôn, hết trơn 18 nước quy y theo đạo Phật giáo Hòa Hảo hết. Hàng năm vô cống lễ vô chầu hướng ban là bắt hầu đó. Nước Việt Nam mình nhờ tu mà quý, hồi xưa thì Phật ở bên Tàu, Tàu chê, Tàu bán Phật vào Việt Nam, bây giờ nhờ nó bán hồi trước đó, bên Hồi giáo đó, nó không thích Phật. Nó làm, nó là đại ca không ai bằng hết, còn bây giờ nó quỳ nó lại Phật mà không ai cho nó lại nữa. Năm dần đó thì nhiều chỗ bây giờ cũng có cái tin ở trên này đó, nó kêu lên dẫn, nó gạt cho người Việt mình lên dẫn, cũng cả trăm người. Mới bắt đầu nó đem lại 100 triệu, nó đưa cho mỗi người 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu hết, tới chừng lên tới chảnh bằng cả năm nay không có đồng bạc mà trả nữa. Rồi giết rồi đói chịu không nổi, muốn về nó cũng không cho về, nó rồi trốn về, rồi thành ra có cái chuyện mà có người chết luôn đó. Đội ngang xong rồi đuối quá rồi chết luôn, sao ngang mấy cái sông, mấy rạch nhỏ đó. Thì bây giờ nó y ra như cái lời nói rồi còn gì nữa. Sau này nó thằng Miên nó không khi nào nó dám quánh mình hết trơn á. Việt Nam mình giúp nó từ hồi nào giờ mà bị gì nó quánh là nó nghe Trung Quốc suối đó. Mày quánh đi có gì tao giúp cho mày, mày hết tiền tao đóng lương cho mày, mày hết cả gạo lúa này kia tao lo cho mày. Nó nói bằng cái miệng vậy chứ đâu có gì. Rồi có gì giờ quân của tao là mấy chục ngàn quân, mấy chục tỷ quân này kia, tao có nước nào dám quánh tao đâu. Nó hù lấy cho Miên nghe lời vậy đó. Nó đặng nó hại Việt Nam, cái bị nó thấy Việt Nam có cái núi vàng đó, gọi là chân sâu mã não xa cừ lưu ly hổ phách mấy tà đài cung ở trong đó, dành cho kẻ lòng chung chánh trực là dành cho người tu của Việt Nam đó. Quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười, rước thôi lưng đóng chào người chân tu, là cái người tu mới được hưởng ở đó. Cũng như bây giờ thầy nói kiếp này tao đâu có biết gì đâu, như hồi đó tao còn ở trên núi, thầy kêu về núi tao đâu có biết, tao nói như vậy giờ sấm nổ như vậy nữa tôi chết rồi sao bà chúa có nói ai đầu cũng chết bộ ông khùng hả. Sấm nổ là ông thay hồng đổ xác, rồi ông là Phật Tế Điên Hòa Thượng, hồi đó phép của ông tài giỏi dữ lắm, ông đi với tôi ông quánh tiếp tôi chuyện này chuyện kia là ông ra ông tiếp, không ông thổi một cái là lửa nó tràn ra ngoài, tao mới giật mình hết hồn, tao không dám hỏi nữa. Thì tới năm mèo là mèo kêu quá tánh lao sao là chuẩn bị ra giặt nè, chuẩn bị cũng như mình thủ là chạy giặt Miên đó. Nó chỉnh bây giờ nó tập trận hoài thì ở dưới này mình hồi hộp rồi, phải chuẩn bị tập trận, chuẩn bị chạy giặt gọi là lao sao. Con cháu của gọi xứ này xứ kia cho hay là có chồng chuẩn bị bằng đêm, đừng có ham ngủ nha, ngủ là chết á. Nó tới rồi chạy không kịp đó. Mà tao mới nằm thấy một cái giấc chim bao này là không phải là chim bao, cái này là cũng như ở trên báo mộng vậy đó. Thầy tổ báo mộng cho thấy đó là tao ngủ tao nằm chim bao, tao kêu cái ngày tao đi lên núi tao nói bẩm đó. Tao đi lên điểm Bồ Không tao lại cha Ngọc Hoàng nó chẳng 32 lại. Rồi tao về xuống tới nhà dưới này thì nó mệt muốn chết mà có ngủ nghe gì được đâu. Đi cúng về mệt chí lắm. Vì thì em ngủ chứ đâu có ai mà tưởng tới cái chuyện gì, xong mà tối ngủ cái thấy cái đi qua sông bển mà tao hồi đó giờ ở đây tao đâu có qua bên cồn bển làm gì. Ở đây hồi đó giờ mười mấy hai chục năm không có qua cồn. Mà đừng không cái nằm bao thấy đi qua cồn bển đi xuống, cái đó là chư thần chuyển đó cho mình thấy vậy đó. Xuống dưới cái ở dưới chạy lên cái chừng 700-800 người cả ngàn người vậy đó, tao nói ủa người ta làm gì mà chạy lên đông dữ cô bác. Cái có ông già ông đứng ông nói chú ơi, tại dân ở đây tôi cho nó hay rồi, tôi nói là trái đất nó rung rinh nó nhúc nhích rồi, coi tản cư đi, chạy tản cư về bên đất liền đi, nó không tin. Bây giờ sập hai cái cồn dưới sập chết hết trơn rồi, không còn một người sống nữa đó. Rồi tao mới nghe nói như vậy, người ta mới nói ông cụ ơi vậy rồi không còn ai sống là chết hết trơn rồi. Như vậy là bên vợ tôi cũng có chết ở dưới nữa. Bên vợ tôi ở dòng cống rồi đó, tôi cũng ở dòng cống thời gian mấy năm ở dưới đó. Dòng này là tiêu hết rồi. Ông nói không có còn người nào hết trơn. Thì thấy rõ ràng cái qua bữa sau giật mình thức dậy, mình thấy cái gia đình trên bao nó cứ bằng hết hết có ngộ tính được rồi. Mà không dám nói với ai chứ thấy kỳ cục quá không dám nói.
cái nói sao cái gì mình đi núi về mệt muốn chết mà đâu có tưởng tới cái chuyện đó, mà sao làm bao thấy gì. Cái qua bữa sau ngủ giấc nữa, cái mới vừa là siêu xỉu ngủ thấy xe trên Châu Đốc nè, chạy xuống cái cầu nè, không có đường chạy luôn, mà xe tàn là chạy xuống không. Tao nói ủa sao bữa nay xe chạy xuống không gì đâu, chạy ra ngoài coi coi hỏi thăm coi cái vụ gì mà kỳ cục vậy nè, sao mà không có chiếc chạy lên mà xuống xe chạy xuống không. Tao chạy ra hỏi cái có ông già ông cũng đứng nữa, ông nói bộ chú chưa hay thì sao, bây giờ Miên nó đang đánh Châu Đốc chết muốn hết chảnh rồi, chết dữ nhiều lắm rồi, muốn hết chờ chờ Châu Đốc luôn rồi, mà làm sao mà ai mà dám chạy lên nữa. Đâu có cái chạy lên ta hay giờ ta hay chạy xuống không à, thấy có hai ba chiếc xe Honda nó lại, nó hỏi đây có đò nào đưa qua bên sông không. Tôi nói có đò út trong này là cậu ruột của tôi đó, lại là ảnh không có đưa được không. Thì có hai ba người khiêng cái xe xuống kèm dẫn xe xuống qua bển, cái cầu này không có đường qua người ta. Đó là cái giấc chim bao tôi thấy vậy đó, là bắt đầu tới luôn đó. Giờ đi chơi cúng trên núi về ở trên chư thần chuyển cho mình thấy hai cái điểm chim bao vậy đó, một điểm chim bao thì còn sập đó. thì qua bữa sau là thấy Miên đánh Châu Đốc, Miên đánh rồi thì tới cái vụ là nó tràn vô núi nữa nè, nó tràn 18 nước nó vô núi nè, vô đặng nó dành chân châu mã não xa cừ lưu ly không phách mấy tà đầy cung nữa, thầy có nói đó. Mà cái đó là dành cho cái người tu ở bên Việt Nam bên nay, mà bển qua dành có được cái gì đâu, là xuống vô qua đây không có nước mà uống nó chết hết trơn à. Chạy lát rồi xỉu ngã ngang chết, chạy lát rồi xỉu ngã ngang chết, không có miếng nước nào. Phật tu muốn hành kim mộc thủy hỏa thổ hết trơn rồi, nước nào nó cũng lắc đầu hết trơn rồi. Cuối cùng nó thấy chết quá chết rồi, nó quy y với đức thầy, nó tu theo đạo Phật giáo hòa hảo luôn, nó khổ tới như vậy lắm. Mà thì năm nay là năm dần rồi nè, nhâm dần nhiều chỗ bơ vơ, nó cũng mình cũng bị nó gạt một mớ rồi. Bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng, năm mẹo tháng mẹo chưa buồn, năm mẹo tháng hợi lị mới tuôn dầm về, tháng hợi là tháng tháng mười đó. Vậy mà chưa mấy ủ ê trung ương rồng lộn ê hề thay thay tới năm rồng đó, hay hoặc là ta đinh tỵ sấm nổ thình lình tới năm tỵ là sấm nổ là chết hết trơn, mà súng Phật không ngũ hành luôn đó, kim mộc thủy hỏa thổ súng không nổ, máy bay không phát quả, xe không chạy, rồi quýnh ai cấp đó điều bộ không, mà còn đói lên đó xuống khát nước không có miếng nước uống, sơn băng thủy kiệt rồi. Nếu núi nổ là Phật không ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thôi hết rồi, cái đó là cái phép của Phật đó. Trời ơi sao nó biến bay, xe kia biến chạy, tay sẽ ngừng, súng sao biến nổ không chừng. Chư ban thập bát gặp ngừng ngẩn ngơ, chư ban là các nước, thập là mười, bát là tám, là 18 nước đứng ngẩn ngơ lứt lắc đầu hết. Rồi cuối cùng người quy y với thầy tu theo đạo Phật giáo hòa hảo, chứ không tu chết hết sao, khát nước hồi chết chân à. Ừ thì thầy có nói hồi đó đó, thầy nói sau này e cho xăng dầu hết điện rồi chở về xài quạt mo nè, có quạt máy mà phụ quạt mo, đến chừng hết điện quạt mo mất tiền đi tàu thì khỏe hơn thiền, đến chừng hết điện rồi xuống thiền ai cho đó, là hết điện là hết máy hết nổ rồi đó, là đâu có còn xăng nữa đâu. Thì bây giờ nó Iran rồi đó, cỡ này nó xăng nó mắc rồi, bắt đầu nó từ từ nó tới luôn đó, bây giờ xăng nó mắc là dầu lửa cũng mắc nè. Mà cái chuyện đó thì mình cũng không đến quan tâm gì cái Việt Nam mình hơn, cái chuyện đó mình quan tâm với cái chỗ là cho yên ổn đất nước, mà bây giờ yên không được bị chuẩn bị lập hội Đông Ba tới là 10.000 năm lận rồi, tới chừng hội Đông Ba này qua tới chừng đó chuyển lại hội Đông Ba nữa là cách biết mấy trăm ngàn năm, mấy triệu ngàn năm mới trở lại thượng nguyên thượng lại nữa, chứ đâu phải một lập lần mà muốn đi tới mà dễ đâu, không có nữa. Thượng nguyên thượng rồi thượng nguyên trung rồi thượng nguyên hạ rồi trung nguyên hạ rồi trung nguyên trung rồi trung nguyên hạ rồi trung nguyên thượng, nó nhiều đạn dữ lắm. Thành thử ra coi như là năm nay thế nào cũng phải nó bị Miên nó nhào mình một chập à, nó làm nhỏ vậy đó, rồi quánh cái nó ngưng lại, nó không quánh rồi nó ngưng lại, nó năn nỉ, ví dụ như nó làm bộ vậy mà nó xuống năn nỉ, nó chịu lỗi này kia, tại vì cái vụ này vụ kia nó kiếm chuyện với mình đó. Rồi cuối cùng rồi nó cũng phải là quánh nữa, nhưng mà quánh đợt sau này rồi không có còn.
Đợt sau này trong giảng có nói đợt sau mà miên quýnh Việt Nam nó chết muốn hết nước luôn á. Còn vài ba người vậy. Rồi nó hết hồn với thấy Việt Nam cấp này quá trời gan rồi. Quýnh không có chạy tầm giống giặc nhọn cũng là vượt đâm nó chứ không ấy. Còn không có vượt quéo, vượt chém chặt chứ không có cần súng nữa. Nó thấy như vậy là nó biết Việt Nam gan rồi. Thành ra nó mới sợ. Có chứ sao không? Ở trong giảng có lẽ đó, nó, thầy có nói đó, mai sao nhiều cuộc đất cày đó, đất là thổ đó, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, bỏ nhà bỏ cửa nhà lầu cũng bỏ luôn á, lập cho rồi cái hội long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều luộc đau là nó khổ, cứ còn chưa từng thấy chín chiều luộc đau là đau khổ, là vợ con chết này kia đó. Thất lạc này kia mà không biết có thất lạc ở đâu, không biết chết ở đâu cũng không hay nữa, gọi là chín chiều ruột đau á. Nó đủ thứ cái khổ rồi tới là đinh tỵ thì sấm nổ thình lình. Nhân dân sao xuyến nước mình có vua, tới đinh tỵ là sấm nổ, là Việt Nam có vua rồi, khi nổ rồi thì nước nào cũng không còn quýnh Việt Nam đó chứ. Phật thông ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ hết rồi thì cấp đó tu mà muốn tu mà tu cũng không kịp nữa, cũng không có Phật nào chứng cho mình. Bởi bây giờ mình ráng tu trước để tới chừng đó mình khỏe. Cũng như tu đắc quả vậy đó, thì nó quý. Chứ không có cái gì tồn tại của mình hết trơn. Nước nào vô đây quánh Việt Nam cũng không quánh được hết trơn. Vô đây 18 nước mà không có nước nào dám dích hết. Giờ mình thấy cái cảnh này là các nước lắc đầu hết trơn. Bây giờ 20 mấy nước mà nó gửi thơ vô, nó xin giảng của Đức Thầy đó. Vì coi có y gan gì không, bây giờ ở trong này sao nó vậy, như vậy là đời tới rồi đó. Các nước nó gửi thơ vậy đó. Nó xin là giảng xin kinh của thầy đó. Mà bây giờ ai đâu mà có rảnh đâu mà đưa cho nó. Con có nghe một cái câu gọi là tiền Âu hậu Á. Thì có phải tiền Âu hay là châu Âu hậu Á, là châu Á mình không nghe không? Châu Âu, châu Á thì nước nào nó cũng có vô đây chứ nha. Nó vô hết tổng cộng là 18 nước mà. Mà cuối cuối cùng rồi nó không có nước nào quánh mình, mà chỉ có Trung Quốc nó vô nó hòm nó quánh thằng Trung Quốc với thằng Pháp, nó ăn quen rồi đó. Nên mà chuyên vô chuyến này là nó chết muốn hết. Nè chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, Tây cái Tàu qua trận này, Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô, nó vô chuyến này nữa là nó biết vô để quánh Việt Nam đó. Là Mỹ, Nhật, Nga nó quánh vô. Với thằng Nhật rồi đó quánh Pháp, đô họ quánh Pháp thì đó là đồ hàng đó. Thầy mới nói nó ăn, thằng Nhật nó ăn chưa hết nửa con gà đó. Thiền Pháp nó quánh lợi nó là nó xúi Mỹ, nó cũng như yêu cầu Mỹ nó lại lục Mỹ phải cho nó trái bơm muốn tử hay trái bơm nặng quánh vô là Nhật đó kia, bởi Nhật bắt đầu hàng vô điều kiện đó, bỏ hai trái bơm qua bắn hai trái bơm bên Nhật nè, thì Nhật chết muốn hết nước luôn á. Mà khi Nhật về nước nó kêu Việt Nam mình nó cho 2000 khẩu súng, thầy không cho lấy. Thầy nói cái đó là cái đó không nó khác là mình giết dân mình đó. Không cho lấy luôn đó. Tiền Âu hậu Á thì có nghĩa là những cái cuộc chiến tranh, những cái cuộc mà đại nạn là ở ngoài châu Âu trước cho mình thấy. Xong thì tới châu Á. Châu Âu rồi tới châu Á. Nhưng mà trận này nó vô nó bị ba nước mà quýnh hai nước. Chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp nè, Tây với Tàu qua tiếp, rồi Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô, có dịp là nó thấy cái dịp đó rồi, nó vô cho nó quýnh tới, đỡ không có kịp. Nó thù là nó có cái trận thù sẵn rồi. Hồi đó mày cũng định với Mỹ mà mày hại tao, bây giờ tao biết Mỹ rồi, tao qua, tao Mỹ nó nói vậy này kia đó. Thành ra bây giờ thằng Nhật nó thù dữ lắm, thằng Nhật với là Nga Xô đó với Mỹ nó làm những cái chuyện nó vừa chặt vừa rồi qua rồi đó, là chiến này nó quýnh lại thằng Trung Quốc chết muốn hết luôn. Cũng may mắn là trong nhắn thầy có nói rằng là cõi Trung ương nhằm đất nước Việt Nam á chúng thầy. Cho nên là mình cũng phải Việt Nam mình nằm ở Trung ương là hồi đó Tàu thầy cũng có nói rồi. Hồi trước đó, xưa kia Phật ở bên Tàu chê Tàu quán, Phật vào về Nam nó không có thích Phật. Nó không có tin cho nên nó ra cái đạo Hồi giáo của nó là thờ đúc cái nó chặt cây nó đẻo thờ ông thần này ông thần kia, nó không có tin ông Phật. Bây giờ nó mới giật mình nữa đó, bởi là thầy không có nói nước Việt Nam nằm cõi Trung ương sao sẽ có Phật tiên đại thế,
Phật tiên bây giờ bay ở trên mây, bây giờ tao nói với mày nó lên hết trơn, không biết muôn dạng ức nào nói, mà chỗ nào dòm cũng thấy chứ, bay một chỗ có chừng mà cả mấy ngàn người vậy đó, rồi bên đây dòm bên đây cũng mấy ngàn người vậy đó, mà chỉ có mình tao thấy chứ không người khác không thấy, mà bà chúa bà cấm bà không cho tao chỉ, ông chỉ là nó không cùng mà. Mà thiệt bà nói vậy lại gan, tao đâu có thấy, tao nói mình khùng rồi, tao đâu có thấy gì đâu, nó ông nội này cũng khùng nói vậy. Thì rõ ràng là bà chú nói gan, bà nói tôi cấm ông vì gì, ông là Phật, còn người ta là chúng sanh, ta đâu dòm, ta đâu có thấy, còn ông là cái phước của ông quá cao mà giờ thầy là khai huệ cho nó lên trên. Cuộc chiến tranh ở Ukraine với bên Nga đó, chú Hai có biết là nó có kéo dài bao lâu, có là ảnh hưởng gì đến nó, không có đến nỗi tới Việt Nam đâu, nó không có vô Việt Nam đâu, nó quánh mãi đã rồi, chừng nào muốn ngưng thì nó vô tiếp Việt Nam, tới chừng mà tới chuyện thì nó vô tiếp Việt Nam, nó biết rồi, bởi vì nó nghe cái vụ này nè, mới gửi các nước mười mấy nước ở ngoài đó, nó gửi vô Việt Nam xin giảng kinh của Đức Thầy, nó cái gì nó coi, bây giờ nó tin rồi, hồi đó nó không biết, bây giờ nghe nói gì nói đâu có đó. Mà thầy cũng có nói cho biết, có nhiều người ta nói đợi gần tới mà còn mấy năm nữa, thầy ông nói chưa đâu, còn xa lắm, bây giờ cái gán thu đi là năm 1945 đó, là ông thầy ông nói trời hạ năm dê chưa, rồi nữa còn ba con giáp nữa, rồi chưa mà nữa còn ba con giáp nữa, mà con giáp nó trùng với cái này nè, Tý Sửu và Mẹo đó, là nó trùng với giáp này, là tới năm nay là tới rồi nè, tính chừng rồng rắn máu đào chuyển ghê đó, con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị sáo xào canh kia, gà gáy máu đào mới ngưng, nói ra nước mắt rưng rưng điên biểu, dân đừng làm dữ làm hung, đó là con giáp này là nghe chân rồi nè. Bởi vì thầy ông nói tu, ráng tu đi chứ không thôi không kịp đó. Bây giờ mình tu kịp không chú Hai? Thì mình cố gắng mình tu thì kịp chứ có gì đâu sợ. Thì đối với tao thì như tao là ta ở trên chọn lựa, là Đức Phật chọn tao là hồi vua, bị tao thương dân đó, là hồi đó tôi giúp cho dân đói, thì tao đưa kiếm tao ăn cướp, tao là tướng cướp mà ăn cướp không có xài đồng bạc, nó đem cho dân đói không, mà từ ra cái chỗ đó mà ở trên nó chọn cái người mà lo cho dân, mà hồi vua phải cái người phải lo cho dân, phải thương dân mới chọn. Thành ra tao là tu ở bên Ấn Độ, tao quy y với Đức Phật Tổ đó, tu con ghép một thì chứng quả là tới Điên Hòa Thượng. Rồi bây giờ là ở trên chọn tao, bây giờ mới tái kiếp tao lại nè, biểu cho tao xuống tái kiếp lần này, bởi tao quên hết trơn, tao đâu có nhớ. Rồi ở trên bà chúa bà về bà nhắc, bà nói ông là Phật chứ phải người phàm, khi mới vừa kiếp rồi ông xuống với tôi nè, ông dân lĩnh có trai Ngọc Đế, ông xuống, ông đi với tôi xuống Trần gian nè, là xuống như này ông là tái kiếp luôn, trở lại kiếp người luôn, kiếp phàm luôn. Chứ ông hồi trước là ông là tới Điên Hòa Thượng, ông đang ở trên tầng trời thứ 9 vậy đó, thì ông xuống qua tầng trời thứ 8 ông cũng giúp đỡ cho dân, mà thứ 7 ông cũng giúp cho dân thứ 2 nữa, và mới chỉ cho tao coi, tao quẩy cái bọc vậy nè, tao thấy dân đói đó, tao quẩy cái bọc mà cái đói mà nghèo, mà gia đình muốn làm đám tiệc này kia, đám cưới này kia mà không có tiền, ta chê dân mấy cái ông giàu đó, ta chê. Tao mới lại, tao thấy vậy, tao mới lấy cái bao, tao bỏ giấy tờ này kia vô chổng, tao nói án Thị Lan Bộ Lam, án Ba Ni Bắc Di Hồng, hồng hồng, cái tao thổi một cái phù, cái vàng 24 không, tao đưa trong nhà đó, ai cũng quỳ lại tao chứ. Đó, tao giúp cho dân vậy đó, cho nên trên chọn cái người mà thương dân mến nước, cũng như là tiên thánh Phật vậy đó, đặng mà cho phò vua giúp nước đó, đặng mày lo cho dân, cái người mà thương dân đó là phải lo cho dân rồi. Thì cái người này như vậy đó là mới quý. Chú Hai cho con hỏi là cái cuộc chiến tranh mà nước ngoài như vậy đó, mà tới bây giờ nó chưa có ngừng, mà nó là chiến tranh như ảnh hưởng rất tới, là ảnh hưởng tới nhiều nước nền kinh tế, thì cái đó cuộc chiến tranh đó là do thiên định hay sao? Cái đó là do nó cái nghiệp của các nước, cái nghiệp của nó cũng như cái vị nào hồi trước làm những chuyện gì không phải đáng là bây giờ phải trả lại. Nó gây cái chiến tranh đó là để chết bằng cái cách đó, đặng rồi mà trả cái nghiệp lại đó, cái tội đó, biết không? Chứ thì thầy ông nói, ông thầy đó ông biết trước, ông nói giặc dậy lăn xăng, mà lăn xăng giặc dậy đánh nhau tầm bậy đánh nhau, nước nào ở đâu đánh đó, trăm con nước mà chia ra đánh, thấy không? Phải y gian như lời thầy nói trước không?
giận nghèo thấy ngó giận nghèo, người thác bá bèo quá bèo người thác, đâu đâu tan nát đâu đâu, nước nào cũng chỗ nào cũng chết hết trơn. Mà mình coi quánh từ ấy tới giờ thì phải quánh, quánh với nhau tầm bậy không, con nước nhà mà chia ra quánh phải giặt dậy lăn xăng lăn xăng giặt dậy đánh nhau tầm bậy phải đánh nhau không, cũng vì giành cái quyền tước mà chết dân hết trơn, đó là vậy đó, nước nào nó cũng vậy hết trơn. Còn mình ở trong này thì có chân châu mã não sao cừ vàng lưu ly hổ phách này kia, các nước nó biết Việt Nam có vật quý nó vô nó giành, nó vô giành chứ có giành được đâu, vô tới đây rồi hỏi với vụ thằng Trung Quốc nó vô tới đây, thằng Pháp nó vô tới đây mà súng bắn không nổ rồi không có ai, máy bay không phát quả, muốn đi đâu đi cũng không được, bây giờ đi bộ đi được chứ không đi đâu được, muốn về nước về cũng không được nữa. Nói vậy đó là cái thời trời, trời đó trên Phật đã sắp rồi, rồi Đức Phật Tổ hiện bây giờ Đức Thích Ca đang ngồi phò Đức Hùng Đế cho nó. Ông tu 92 kiếp mà cổ Phật Nhân đang đã thọ ký cho ông Đức Phật Tổ đó là tu 92 kiếp chứng quả hiệu là Thích Ca Như Lai. Có ai đâu biết cái vụ đó đâu, mày hỏi hết cái tỉnh An Giang là có ai biết cái vụ đó. Thì những cái năm vừa qua là có đại dịch, rồi qua năm nay năm dần cũng có chiến tranh, cũng có chiến tranh này vậy, cũng có nữa, có dịch nữa, hôm nay còn cũng như các năm rồi không phải ít đâu. Rồi cái dịch này là ở trên Phật Thái Thất, tuồng xưa kia Phật sắp đã lâu phải chuyển sang trái đất một bầu đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Còn cái bệnh dịch này là thầy có nói nè, cái câu mà chỗ để tôi nhớ lại coi cái chỗ mà ông nói hả? Ông nói chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp, Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô, ai phe phan, xưng cậu, xưng cô thì phải bị điểm tô sân hại. Thầy về phạt những người làm trái, thưởng phong cho trai gái có lòng được trở về nhận tổ quy thông. Thanh Long thức kiểm không thể thoát, Hắc Long về đố ai thoát lọt, Xù Long ra sụp hết hai cộng lòng năm chèo chữ mình, Xù Long lòng năm chèo đó. Từ cái câu nói tao nói hồi nãy đó, là nói tới cái vụ mà chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp đó, Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô, ai phe phan xưng cậu xưng cô thì phải bị điểm tô sân hại. Thầy về phạt những người làm sai, thưởng phong cho trai gái có lòng được trở về nhận tổ quy tông. Thanh Long thức kiểm không thể thoát, Hắc Long về đó ai thoát lọt, Xù Long ra sụp hết hay còn Xù Long lộng năm chèo đó. Từ Sài Thành Đồng Cải Hòa Thôn, Cù Long chuyển Phật Tôn xuất thế, Di Lặc ra nối theo kinh kệ là Phật Di Lặc xuất thế luôn rồi đó. Ai trường trai nguyên thể được vào, được trai ngoài tâm cũng thanh thao là trai trường đó, trường trai là trai trường đó. Được tâm ngoài, tâm cũng thanh cao, sống thực tế một nhà đạo nhất vì kỳ này là thời thánh đức tặng cho người trí thức kỷ qua. Ngọc chúc cho tu sửa các mài, quan thánh sắp trao nguyên thể quan thánh rồi đi cố đó. Đúng lúc này là thời lập thế, Lạng Cơ Nam, Trung Quế Bắc Phần cũng là nhân mà lợi hại nhân. Đời yểm cụ nghinh tân nên cổ khá khen cho trai lành biết ngộ, phải đợi chờ ngọc lộ châu phê. Một ngày nào tới chuyện thầy về, Long Châu Tự bút khê kỳ giả, thôi kết thúc chờ điều mới lạ. Mong cho người buông xả thì rồi chờ một ngày hợp mặt chúa thôi, chúc sĩ được gia ngô yên thịnh là thầy cũng chúc cho gia đình đau đó. Được gia ngô yên thịnh vào buổi tối rồi trao đại định là cúng với lại đó, thì phúc lành điểm kính sau này. Được tròn duyên tới lại gặp thầy khắp thế giới liên dây hòa hảo là 18 nước rồi đi theo quy y theo Phật giáo hòa hảo tu hết luôn. Quy y với thầy đó. Còn cái bệnh dịch này là bệnh binh á. Âm binh á là bị binh á. Tạo binh á. Nào giọng to bảo động thình lình khắp thế giới đau binh biến loạn, binh là bệnh dịch á. Thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng sắp tuồng hay cái tuồng này của Phật sắp nè. Thằng dân mới chịu nghe, mới chịu tu đó. Sắp tuồng hay mấy đạn châu nhi, mã long ra cầm lá quốc kỳ, xích tâm thái hồi quy năm Việt, lựa kẻ trí cùng người anh kiệt, để sửa lời quả thiệt tinh minh. Bạch Long về vốn thiệt thầy mình, sĩ ráng nhớ đức tin cho trọn là thầy về, sau này thiện gian rồng trắng. Mà bây giờ đồng đạo nó không biết thầy mất tích tới giờ, không biết còn hay là chết. Thầy đâu có thầy mà làm gì chết, thầy là cổ Phật mà chết gì. Ông ba ông về Tây Phương rồi, ông về Tà Sang ông ngồi rồi, tới chừng tới thời kỳ cũng như tới thời kỳ ở dưới này làm việc ở trên lệnh của Đức Ngọc Đế thì Đức Phật thầy mới là chở xuống trần gian lại.
chứ có chết ai làm gì Phật mà làm gì mà được mà chết à, mà tại đồng đạo ta quý thầy đó, mến thầy đó, rồi ta than vậy. Có người mất tích quánh cái trận đâu 1945 đó, đâu bên bên Giai Bển đó, mà vừa gần vùng ngoài á, thầy cũng biến luôn chứ súng nào bắn là cũng được. À, từ năm canh tí đến bây giờ thì nó xảy ra nhiều chuyện mà nó gọi là phong tai, thủy tai, quả tai chú hai, thì có phải là khởi đầu của màng ba không? Thì cái màn này màng ba nè, kỳ ba nè, thì là màng ba này xong là hết đó ha. Xong là lập hậu luôn ba luôn đó. Chỉ còn màng ba này chứ không còn màng nào hết trơn. Thì xong màng ba này là sấm nổ, là núi nổ đó, là đền vàng gác ngọc lộ vẻ đó, thập bát quốc chư hầu giành xé đó, 18 nước nó vô giành. Mà vô đây có quánh được gì đâu. Mấy bài không khắc quả, súng bắn nổ rồi quánh ai. Ở ngoài thì nó tính vô đây làm ông nội, mà giờ vô đây nó làm con quỷ chứ cho làm ai. Nó chết đói lên, chết đói xuống rồi không nước mà uống nữa, rồi chết muốn hết luôn, nước nào cũng vậy chứ. Không nước mà uống Nam Mô Đạo nào ha. Ừ, không nước mà uống Nam Mô Đạo nào chứ. Thương ba năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều Nam Mô. Thay không lấp mà đỡ phơi khô, không nước mà uống Nam Mô Đạo nào. Tới chừng đó không nước mà uống rồi mới quy y với thầy là cái chuyện muộn rồi. Thằng Trung Quốc nó đâu có tin đâu, mà tới chừng giờ đó nó tin, nó mới quy y với thầy, nó ở mười Bắc nó sống luôn đó. Bởi vì thầy cũng có nói trước mà, đất Bắc Kỳ sao quá ruộng sâu, tàu mang đến đó dân câu đặt lời. Chứ về nước còn đâu về, nó dân chết hết rồi. Rồi đi về đâu mà mãi đâu nổi, mà máy bay không phát quả rồi đi về đâu. Phật không muốn hành hết rồi, kim một thủy qua thổ thôi hết rồi. Bây giờ thấy chiến tranh nhiều quá chú hai. Ừ. Đó là có điểm báo gì không? Điểm báo gì thì cái này thầy có nói trước rồi đó, tới thời kỳ lập hội Long Hoa rồi, khiến nước nào nó cũng tranh qua đó, cũng như chuyển cái vậy đó, là cũng như cái hội Long Hoa là phải có cái chuyện khổ sở này kia, đói khát này kia, rách dưới này kia đó, nước nào nó cũng tham nó vô rằng nó dài dành cái cổ báo chân trọng hỏa não, mà Trung Quốc nó vô đây nó ở ngàn năm nó biết rồi, nó biết Việt Nam có cái núi vàng. Nó vô đây là nó giật vàng, giật chân châu mã não, sa cừ, lưu ly, hổ phách, mấy tà đài cung, dành cho kẻ lòng chung chánh trực, là người chung ca nghĩa khí đó. Quân cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đu nở lũ cười, rước tôi luôn bắn lương đóng chào người chân tu. Là cái này là ta lên ta chào người tu, rồi người ta thưởng ban cho này kia vậy đó, chứ đâu phải là cho nước ngoài đâu. Nước ngoài nó tại nó tham, quân phiên tham báo, xa gần cũng qua, nó phiên là Tây đó. Tranh phân cho rõ tài ba cùng nhau giành giật, mới là thay phơi này qua ra đây chết nằm phơi thay luôn. Sau này nó trả cái nghiệp cho Việt Nam là mấy chục năm, tới chừng đó rồi đủ nó về, mà nó lại nó quỳ lại Việt Nam cho nó ở chung nặng nó mà này kia đó. Về ngoài nó đói sao, mà về ngoài nước nó đâu phải còn như một lần nữa đâu, mà người về ở trên nói ở ngoài thành biển hết trơn, nước chỗ đâu mà ở, cũng như là trời Phật cái sắp đặt rồi mà cho nó khổ vậy đó, cũng như vậy đó. Mấy chị ơi, chịu ở trong này trải nghiệp về Việt Nam mấy chục năm đó, cái tội mà nó đài thầy đi đó, sau này trải nghiệp đó, nó bắt nó chuyển đi chỗ này chuyển đi chỗ kia, rồi nó bắt thầy uống nước có chết, nhưng mà uống vô uống nó mệt mẻ, uống từ hôm giờ phải đưa cho vợ của cái ông bác sĩ đó uống, ổng gì ổng không dám đưa cho vợ, ổng sợ vợ ổng chết đi, không dám đưa. Cái bà vợ mới nói số mạng ông ơi, chết thì cũng số mạng, nếu thầy uống hết là ông đưa đây tôi uống, cái đưa giấy uống rồi cái chai tiết uống vô rồi hết bệnh luôn. Cấp đó mới ổng tin đức thầy rồi đó, ổng hết hồn rồi đó, mới biết đức thầy là Phật Tây Tạng. Bởi vì trong giảng đó có nói, thầy có nói một câu đó, nó lời của người di tịch núi Sam đó, chứ chẳng phải bài điều quyển hoặc, là hồi đó Phật thầy tu tại núi Sam đắc đạo đó, di tịch tại núi Sam đó, chứ chẳng phải bài điều quyển hoặc đó. Tới chừng coi cho tới trong đó là bà già bà giật mình đó. À, nó khổ dữ lắm, mà bây giờ dân bây giờ nói chung là cái màn lớp này là không, tôi không tu là không còn kịp nữa, nếu mà tu lo mơ là không còn kịp, không có phước mà để mà còn sống với cái đời thường khổ. Phải ráng cố gắng làm hiền, tu hiền, chứ còn hồi đó giờ không biết thì bây giờ mình biết, mình phải quay đầu mình cúng lại
đi đi đứng nằm ngồi cũng tưởng niệm chớ quên là niệm Phật đó. Thầy có nói ai mà tu tỉnh chỉ cần ông bà cha mẹ Phật thần Đức lên tài vàng ăn ở dưỡng bệnh khỏi lo lao lý với miền trần gian, hay là ai mà niệm Phật chí tâm cũng như có ngọc mà cầm trên tay, cũng như có ngọc cho niệm Phật á, niệm Phật có Phật Như Lai độ mình, Như Lai là Thích Ca đó, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phương dắt về, Tây Phương là Tây Phương đó, niệm Phật có Phật giữa kề. Ai mà tu tỉnh chỉ cần ông bà cha mẹ Phật thần rước lên là rước cứu ông bà cha mẹ mình luôn á, tà vàng ăn ở dưỡng bền khỏi lo lao lý vô miền trần gian là tà sen đó, tà vàng là tà sen đó. À, bây giờ nhiều khi mình lên mình nói là những cuộc chiến tranh này kia rồi mình nói là tới màn ba rồi ra đời tới, mà bây giờ người ta chưa thấy là sao chú? Sao? Là do mình nói đời tới rồi mình nói màn ba này kia đó, người ta không hiểu rõ thì không thấy là đã như thế nào, là đã tới chưa? Thì bây giờ nó tới bắt đầu cho nó vô đề, nó vô đề là năm nay mày quy quá tánh lao sao rồi nè, là ở trận nó tập trận ở dưới này người Việt mình chuẩn bị lao sao đặng mà thủ đang chạy có gì nó xuống đang chạy đó, rồi tới chừng rồng rắn máu đào chỉnh ghê, rồng là năm thìn, rắn là năm tỵ, thì năm tỵ đinh tỵ sấm nổ thình lình nó nhân dân sao xuyến cứ mình có vua là nổ ba tiếng sấm nó mới tràn vô trong nó về giật vàng đó. Là Trung Quốc nó tràn vô, mà tới chừng nó tràn vô, súng máy không nổ, máy bay không phát quả, xe không chạy, rồi bữa nay chạy đi đâu, đứng chỗ mà nhịn đói mà không nước uống nữa rồi chết luôn. Con người mình mà nếu mà không có nước uống là chết liền nè, chứ nhịn đói còn chịu nổi, chứ không nước mà uống là chịu không nổi đâu. Vậy là bây giờ là những 12 đó ha. Ừ. Cái này là màn ba, là màn ba mà nó mới khởi đầu à. Ừ, khởi đầu hoàng ba chứ mà hai là hồi cái năm 1945 đó là thầy ra đời đó, thầy là xuống dạy đạo đó, là Đức Quỳnh Giáo Chủ đó, là hồi đó là cái màn hai, nó còn màn hai, cái này là thầy cho biết là màn ba đã tới rồi nè, kỳ chót rồi nè, lập hậu long ba là thượng nguyên thượng nè, chỉ có một lần này thôi, rồi lâu lắm mới trở lại thượng nguyên thượng, là mấy trăm ngàn năm nữa mới trở lại thượng nguyên thượng lần nữa. Bởi thầy nói bây giờ mà không gán mà tu thì tới chừng này trở lại cái hậu long ba một lần nữa là cách mấy trăm ngàn năm mới gặp được thầy lần nữa. Chứ nếu mà qua rồi thì thầy về Tây Phương rồi đâu có ở đây, về ngồi tòa sen hết rồi. Vì là mới khởi đầu thôi, mà chiến tranh dịch bệnh rồi mình gây. Cái dịch bệnh này đó là giống to bão động tình lình khắp thế giới, đạo binh biến đạn, đạo binh là bệnh dịch á. Cái tuồng này của Phật sắp nè, chứ không phải ai đâu, người phàm đâu có biết gì này đâu. Lặng cho mình lo, mình đau bệnh hoạn, mình lo mình tu lắm, mình sợ chết mình mới tu. Cũng như cái dân thì thường thường đau cái sợ chết, sợ mới niệm Phật. Còn bây giờ không có bệnh, không có hoạn, đâu có ai tin mà hồi đó là bệnh gì đem lại thầy chị cũng hết. Hay là thầy lấy là giấy vàng, xé nhỏ rành rành để cho chân bằng Phật giái thần độ vô, nó thành lòng đức lã lên hồ chí tâm bố đức cam lộ Phật ban, thì giái như vậy rồi uống là bệnh gì cũng hết chân, uống rồi là hết liền tại chỗ luôn, chứ không phải nói là hai ba ngày từ từ hết cái phép Phật, không phải vậy, uống vô rồi hết liền, người ta mới giật mình, ta hết hồn luôn á. Có người thì chết là đau như vậy, là bệnh hen là 4, 5, 6 năm ở nhà không còn biết đầu lít gì trơn, kêu không có lên tiếng mà nằm đó hô hấp hoài vậy đó, mà 4, 5 năm vậy đó. Tới chừng lại thầy cho uống miếng nước vô không đó, thì cho chút khỏe chứ gì đừng có lo, thì chút xíu uống rồi cái người vợ đang nằm đó mà không có biết gì trơn, uống vô miếng nước cái lợm rợm vậy, ông ơi múc cho tôi ca nước, ông chồng hết hồn cái dế rồi. 4, 5 năm mà con vợ mình không có nói chuyện, hỏi cái gì kêu gì nó không nói, bây giờ nổi lên ông múc giùm tôi cả nước, thằng chồng hết hồn dưới rồi run rồi. Dạ, thôi cũng kết đại luôn hai. Ừ. Hai gì ha. Ừ. Thì cái gì mình phát cho người ta được nghe, người ta tu rồi mình được cái phước chứ không có gì chứ. Còn cái vụ tiền bạc thì đừng nói, có thì nè 30, 20 tao cũng lấy, tao không có chê, mà tao bây giờ cũng túi cũng có tiền nên là cũng được, cũng còn 100 rồi nè. Con nó cho nó đi mình mướn, nó lái xe, nó út lái xe về, nó mới cho 200 sáng, đi uống cà phê với mua thuốc.